Chưa đầy một tháng trước kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, em Trương Yến Nhi, học sinh lớp 12 a năm trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trí Thanh, quận Tân Bình, phát hiện mang trong mình căn bệnh viêm tủy. Sau khi phát hiện bệnh, Yến Nhi phải nhập viện điều trị tới ngày 20 tháng 6 mới được xuất viện. Yến Nhi chia sẻ, Hai tuần trước thi, Yến Nhi phải nhập viện điều trị nên những buổi ôn thi ở trường em không thể tham gia. Quá trình ôn thi tại bệnh viện, Nhi đã gặp rất nhiều khó khăn do thường xuyên bị đau đầu, tê tay và chân nên em không thể ngồi lâu và xuyên suốt để ôn bài. Yến Nhi chia sẻ: "Do tình trạng sức khỏe không ổn định nên em không thể ôn thi ở trường cùng các bạn. Em rất buồn khi không được học những buổi học cuối cùng và chụp ảnh kỷ yếu với các bạn." Thầy Nguyễn Anh Phương, trưởng điểm thi Trung học phổ thông Nguyễn Trí Thanh cho biết, trước kỳ thi, điểm thi đã nhận được đơn xin hỗ trợ của phụ huynh thí sinh Trương Yến Nhi. Ngày hôm qua, điểm thi cũng nhận được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ trường hợp của thí sinh này. Theo thầy Phương, chiều qua điểm thi đã có trao đổi với thí sinh Nhi, được biết tình trạng sức khỏe của em đã ổn định hơn nhiều, nhưng nếu ngồi viết trong thời gian dài, tay và chân em sẽ bị tê nên điểm thi đã quyết định hỗ trợ một cán bộ viết bài hộ cho thí sinh trường điểm thi trung học phổ thông nguyễn trí thanh cho biết để đảm bảo thí sinh có thể tham gia kỳ thi an toàn điểm thi đã bố trí cho thí sinh thi tại phòng riêng kế phòng y tế trong phòng thi có bố trí dường nằm phòng trường hợp thí sinh mệt có thể nằm thi đồng thời để đảm bảo khách quan cho kỳ thi điểm thi đã bố trí hai giám thị coi thi một cán bộ giám sát hành lang một cán bộ viết bài thay một máy ghi âm và một máy quay giám sát để thực hiện đúng quy chế thi dù sức khỏe còn yếu và không thể ngồi được lâu, nhưng những ngày gần đây, Nhi đã uống thuốc và cố gắng tập ngồi để có thể làm bài thi như các bạn mà không phải nằm. Nhi chia sẻ, em có ước mơ được làm giáo viên dạy văn nên em đã đăng ký nguyện vọng vào ngành sư phạm văn trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Không ôn thi được nhiều, nhưng Nhi chia sẻ em sẽ không cảm thấy quá áp lực hay lo lắng do gia đình, bạn bè và thầy cô luôn bên em và động viên em. Sáng ngày 27 tháng 6, hơn một triệu sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 với môn thi đầu tiên ngữ văn. Thời gian làm bài môn ngữ văn là 120 phút. Bài thi gồm 3 phần đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Để năm nay rơi vào tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm, theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024 cả nước có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống, năm 2023 là 1.024.063, trong đó số thí sinh tự do đăng ký dự thi là 45.344, năm 2023 là 37.841. Các tỉnh thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm Hà Nội 109.078 thí sinh, thành phố Hồ Chí Minh 88.196 thí sinh, Thanh Hóa 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất gồm Con Tum 5.052 thí sinh, Lai Châu 4.211 thí sinh, Bắc Cạn 3.180 thí sinh. Năm nay gần 67.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 chiếm 6,25 tổng số thí sinh, nhiều nhất là thí sinh của Hà Nội với 21.554 thí sinh, thành phố Hồ Chí Minh có 13.076 em. Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là những học sinh đặc biệt. Ngày 27 tháng 6 các em bước vào một kỳ thi cũng hết sức đặc biệt. Tại điểm thi tốt nghiệp trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà Lào Cai, có ba chị em sinh ba là Vàng Kim Ngọc, Vàng Kim Huệ và Vàng Kim Hà cũng tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em cho biết trong 12 năm, cả ba em luôn học cùng lớp, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ cùng đăng ký thi vào ngành sư phạm của một trường kim ngọc chị cả cho biết thời gian qua ba chị em đã cân nhắc rất kỹ lưỡng với sự lựa chọn này bởi chọn ngành phải phù hợp với sở thích năng khiếu nhưng không để bố mẹ vất vả lo chi phí học hành cùng lúc cho cả ba chị em kim ngọc nói chúng em đều đam mê nhảy múa ca hát làm cô giáo mầm non hay tiểu học cũng sẽ là một điều rất thú vị để chúng em tận dụng kỹ năng này Tại điểm thi tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 Bắc Giang, chiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, 19 tuổi, trung đoàn 927, đại đội vệ binh ở huyện Lạng Giang Bắc Giang được bố và một cán bộ quân đội đưa đến điểm thi. Đây là thí sinh đặc biệt theo diện một kèm một được cán bộ dẫn tới điểm thi làm thủ tục. Ngay tại sân trường, Triệu được nhắc nhở tác phong từ thái độ quần áo cho tới tuân thủ quy định ở trường thi. Ông Nguyễn Đức Phú, 52 tuổi, cha của Triệu, từng là bộ đội cho hay con trai ông nhập ngũ được 4 tháng ông nói trước kỳ thi tốt nghiệp đơn vị tạo mọi điều kiện để cho cháu ôn tập tôi mong cháu đạt kết quả tốt giữ gìn hình ảnh bộ đội cụ hồ sau khi xuất ngũ nếu cháu có thành tích tu trí phấn đấu có thể thi tuyển lên quân nhân chuyên nghiệp được cha mẹ trở đến điểm thi sớm thí sinh phạm ân học sinh trường trung học phổ thông trần hưng đạo dự thi tại điểm thi tốt nghiệp trường trung học phổ thông đắc minh được cán bộ công an tại điểm thi này bế vào phòng thi ân kể hơn một tháng trước bạn bị tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não phải nằm viện dài ngày năm ngày trước kỳ thi tốt nghiệp em được xuất viện và quyết tâm sẽ đi thi lấy bằng tốt nghiệp dù chưa ôn thi được nhiều do bị tai nạn khá nặng hiện đã xuất viện nhưng việc đi lại của bạn gặp nhiều khó khăn cha mẹ người thân khuyên bạn nên nghỉ ngơi nhưng ân muốn thi để có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đi học nghỉ nấu ăn Sáng ngày 27 tháng 7, các lực lượng thuộc công an thành phố đã ra quân đảm bảo buổi thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được diễn ra thuận lợi an toàn, ghi nhận tại nhiều điểm thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Các lực lượng thuộc công an các quận, công an phường, các cán bộ chiến sĩ thuộc các đội cảnh sát giao thông đều đã có mặt từ sớm và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hay các vấn đề khác cản trở thí sinh đến điểm thi. Theo chỉ huy phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ bố trí cán bộ chiến sĩ hướng dẫn, phân luồng dọc các tuyến có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông, các điểm đen nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao vào, nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ. Đặc biệt trong thời điểm này dễ xảy ra mưa bão có thể dẫn tới ngập úng nên lực lượng cảnh sát giao thông bên cạnh việc chỉ huy điều tiết giao thông còn sẵn sàng phản ứng ứng phó hỗ trợ người dân, đặc biệt là thí sinh và người nhà thí sinh không để có bất cứ trường hợp nào đến muộn ảnh hưởng đến kỳ thi trong buổi sáng thi môn đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2024. Theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn ứ giờ cao điểm, thì hôm nay lại khá thông thoáng, các phương tiện lưu thông ổn định, các sĩ tử tiếp cận điểm thi dễ dàng, thuận lợi. Sáng ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn đầu tiên, ngữ văn. Đầu cần lưu ý là phòng chống san lận thi, nhất là thiết bị công nghệ cao. Từ 7 giờ 35 thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút. Buổi chiều từ 14 giờ 30 thí sinh làm bài thi môn toán, thời gian 90 phút. Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Các em mang theo vật dụng, giấy báo thi và bài vở, tranh thủ xem lại trước khi thi môn đầu tiên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi thi đầu tiên, thời tiết nắng nhẹ thuận lợi cho thí sinh tới các điểm thi thí sinh Trần Mai Anh Tiên, học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ cảm giác lo lắng đan xen vui mừng khi mình chuẩn bị kết thúc thể học sinh. Anh Tiên cho biết mình chuẩn bị rất kỹ tác phẩm Người lái đò sông Đà, Tây Tiến, Việt Bắc, xong em vẫn học hết tất cả các tác phẩm còn lại. Trong các môn thi, nữ sinh tự tin nhất là môn toán, bí quyết để đạt cao là không để mất điểm những câu dễ. Trước đó, anh Tiên đã nộp hồ sơ xét học bạ vào một số trường đại học và đã có kết quả trúng tuyển, nên em khá thoải mái khi bước vào kỳ thi này. hồi hộp, lo lắng cũng là cảm xúc của thí sinh Trần Thị Minh Thư, điểm thi trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Minh Thư tâm đắc với tác phẩm Đất nước nên mong muốn để thi môn ngữ văn sẽ ra vào nội dung này. Thư cũng đã trúng tuyển vào trường đại học mong muốn nhưng vẫn cố gắng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông để có kết quả tốt nhất. Còn Lưu Diễm Phúc tại điểm thi trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn cảm thấy tự tin với môn ngữ văn. Phúc cho biết mình không học tủ nên đã chuẩn bị kỹ tất cả các bài trong sách giáo khoa. Các bạn có nói với nhau học các bài Tây Tiến, Việt Bắc và Đất Nước, nhưng em vẫn học hết tất cả các môn, nữ sinh chia sẻ. Về nghị luận xã hội, Diễm Phúc cho rằng để quá rộng nên không biết sẽ ra chủ đề nào, do đó em học kỹ các dạng bài và đọc thêm nhiều sách báo để có tư liệu thời sự. Đưa con đi thi ở điểm trường Lương Thế Vinh, chị Thắng tâm sự. Tôi dậy từ 5 giờ sáng sau cả đêm trằn trọc, mở cửa phòng ra thấy con cũng đã dậy rồi. Mẹ còn lo hơn con, mấy ngày nay con tôi phải động viên mẹ cứ yên tâm, kiểu gì con cũng đỗ. Chị Thắng cho biết thêm, con gái đã trúng tuyển Đại học Thương mại nhưng mong ước của con là Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương. Con chị thiếu 0,5 điểm khi xét tuyển sớm nên đặt quyết tâm cao vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này. Cũng tại điểm trường Lương Thế Vinh, cán bộ công an vừa phải dùng xe chuyên dụng để đưa một số thí sinh đi nhầm điểm thi đến điểm thi của mình. Lực lượng chức năng không tiết lộ thông tin thí sinh. Sau cơn mưa sớm vào sáng ngày 27 tháng 6, hơn 12.800 thí sinh ở Cần Thơ tất bật đến các điểm thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với môn thi đầu tiên là ngữ văn ghi nhận tại một số điểm thi ở quận Ninh Kiều, quận trung tâm của thành phố như trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm, Nguyễn Việt Hồng. Hầu hết thí sinh đều đến đúng giờ để vào phòng thi. Do là buổi thi đầu tiên nên không ít thí sinh tỏ ra lo lắng. Để ủng hộ con em, nhiều phụ huynh không ngần ngại ôm và thích lệ con cái bình tĩnh tự tin để hoàn thành tốt phần thi. Nữ sinh như Quỳnh cho biết, Ngữ văn là môn học sở trường của em nên em cũng khá tự tin. Tuy nhiên đây là kỳ thi quan trọng nhất kết thúc 12 năm đèn sách nên em vẫn rất hồi hộp, mong rằng bản thân đủ bình tĩnh để vượt qua các môn thi của khối C. Sau phần thi ngữ văn, chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn toán. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thành phố có 12.886 thí sinh với 25 điểm thi. Công tác xã hội được các điểm thi địa phương quan tâm, phối hợp hỗ trợ thí sinh dự thi với 5.000 suất ăn, nước uống miễn phí. Ngoài ra, các dụng cụ học tập được cung cấp miễn phí, có hỗ trợ xe đưa đón cho thí sinh và bố trí chỗ nghỉ cho thí sinh trong các ngày thi. Tại các điểm thi, lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đông nhất với 109.078 thí sinh, gấp 34 lần Bắc Cạn. Bốn vị trí tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh 90.062, Thanh Hóa 38.775, Nghệ An 37.044 và Đồng Nai 34.088. Tính đến 17 giờ 15 chiều ngày 26 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,96%. Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi chiều 26 tháng 6 hơn 11.000 em. Một số thí sinh chưa kịp đến sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng nay.